Học viện Liên Quân tập 55. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Cậu là ai vậy? Chính là anh, Ngôn Nhất Tè, người chồng đoán mệnh của em đây. Trời ơi, ông Tè đó hả? Không nhận ra luôn á nghe. Mà sao lúc nãy bảo là chuyến bay bị delay cho nên không đến được? Lẽ ra không đến được, nhưng mai nhà có mèo mái Dorei cho mượn cánh cửa thần kỳ nên tôi mới đến được đây. Đấy là tốt rồi, lâu quá không gặp, bạn này nhìn ngon quá ha. Có chồng rồi, nghe. Quên xíu thôi, mà ông cũng lựa lúc đến quá ha. Bọn này đang kể chuyện của ông với bà Ghi ngày xưa nè. Là bảo là để quá khứ ngủ yên đi mà. Xin mấy bà đó. Ngại gì mà ngại. Trời ơi, nhìn cái mặt mắc cỡ kìa, mắc ói quá. Tụi tôi đang thắc mắc là tại sao ngày xưa hai ông bà không đến được với nhau đấy. Đã nói là có lý do riêng mà. Mọi người muốn biết thì tôi kể cho. Đừng có kể mà. Có sao đâu, Tè không ngại mà mắc gì riêng ngại. Bộ vui lắm hay sao mà kể. Vậy thì kể đi. Kể hồi đó Di viết thư tỏ tình Tè, bị Tè từ chối đi. Trời ơi, chấn động vậy. Ê, không phải là tao nhiều chuyện, nhưng mà tao tò mò là mày viết cái gì trong đó vậy Di? Tớ thích cậu, nếu cậu đồng ý thì đến công viên Blue, tớ sẽ đợi cậu ở đó. Còn nếu cậu không đến thì coi như đó là lời từ chối. Hôm đó Di ngồi chờ Tè, mà Di leo danh từ yến tướng lên cao thủ, mà mãi vẫn không thấy Tè tới. Như vậy có nghĩa là từ chối còn gì nữa. Đồ tồi, hai ra Tè. Tè không nhận được thư đó. Tè không viết thư tỏ tình cho Ri. Mình thích cậu, nếu cậu đồng ý làm người yêu mình thì tối nay đến công viên Red mình chờ cậu ở đó. Còn nếu cậu không thích mình thì không cần phải đến. Làm tối hôm đó trời lạnh teo tarim, đứng chờ từ 12 giờ đêm không thấy Ri nên là đi về luôn. Đồ ai Ri ác độc. Nhưng Ri đâu có nhận được thư đó đâu. Nếu mà nhận được thì Di đã tới đó rồi. Hơi, vậy là bà gửi ông gửi bà, nhưng mà cuối cùng cả hai không nhận được thư của đối phương nên là hiểu lầm nhau. Lâm Ly bị đét quá. Trời ơi, cái câu chuyện tỏ tình gì mà nó bùng binh dữ vậy. Hồi đó tụi bay đưa thư cho đứa nào gửi giùm mà báo quá vậy. Bà đó bà. Không biết à, không có nhớ. Mày về mày đổi tên thành Bành Thị Báo đi, chứ mày báo quá báo rồi. Bà là cục cái chứ không phải báo đâu. Thôi thì bây giờ hai đứa bay đều ế, không mấy thì hãy đến đây đến với nhau đêm này. Hãy thắp tiếng cười. Bậy, làm vậy người ta nói ăn cơm trước kẽng đó, không có nốt mà hình chôn. Ủa, tao nhớ ngày xưa mày cũng ăn cơm trước kẽng mà. Bây giờ mày bày đặt nết na nữa. Trời ơi, hồi đó là tôi bị ổng dụ thôi, chứ ổng mà không dụ tôi là thằng khác cũng dụ à. Nói ra làm chi cho mang nhục vậy trời. Trời ơi, có gì đâu mà nhục. Trong khi kem chống nhục luôn luôn mang theo bên mình. Kem chống nhục 24 tiếng hân hạnh tài trợ chương trình này. Khuyến cáo không dùng cho đàn ông có thai và đang cho con bú. Sản phẩm là thực phẩm chức năng, không có tác dụng chữa bệnh. Thôi nha, học lớp chứ không phải đa cấp đâu à. Đó, nhường sân chơi lại cho hai đứa kia đó, làm gì làm đi. Yeah. Tao thấy mệt mệt rồi đó. Chuẩn bị là tốn tiền nha đám cưới rồi đó.